Tiếp nối một ý kiến cộng đồng mạng hôm nay, Thanh Tâm xin gửi đến quý vị nhận xét của tác giả Võ Cánh Tuyên đang trên trang Facebook cá nhân vào ngày 1 tháng 4 về những thế lực hắc ám đang tung chiêu trò định hướng dư luận để bảo vệ nguồn tài sản do tham nhũng mà có của FLC sau khi Trịnh Văn Quyết bị bắt. Mời quý vị cùng chia sẻ. Họ đang triển khai những hợp đồng béo bở. Tay Trịnh Văn Quyết bị bắt tạm giam có thể nói là gây nên đoạn choáng váng ở nhiều người, đặc biệt là các KOLs lâu nay bênh vực hắn. Nói là choáng váng và bất ngờ bởi ngoài việc làm hoàm hồ doanh nhân Thanh Đạt, đem lại lợi ích quốc gia, đã kích dân chúng Việt hay ganh ghét người giàu, họ tin tưởng kiểu triết lý tưởng chừng đúng. Khi bạn nợ ngân hàng vài tỷ thì bạn sợ ngân hàng, nhưng nếu bạn nợ chục ngàn tỷ, trăm ngàn tỷ thì chẳng những ngân hàng mà còn nhiều thứ khác phải sợ bạn, và bạn sẽ được bảo vệ. Nay sau khi Quyết bị bắt, sau khoảng thời gian chờ lệnh đã có quyết sách đối phó. Và bạn để ý đi, sau khi tại Tân Chủ tịch Quyết bảo rằng Quyết bị bắt không liên quan, không ảnh hưởng đến FLC, Bamboo, hàng loạt tay viết bắt đầu triển khai chi tiết. Và bổn cũ soạn lại y hệt như thời Dr. Thành. Đó là việc tân bốc những tiện ích được thụ hưởng, chứ không phải là người dân nào cũng có thể với tới. Resort hạng sang, khách sạn sao cao cấp. Rồi đem các lực lượng lao động hơn 10.000 người để lấy nước mắt thiên hạ, quên đi sức dư người dân đau khổ bị cướp đất với giá rẻ mạt để làm dự án. Bạn đọc đâu đó những nội dung cốt lõi tương tự, cho dù khéo léo che đậy, vợ lên án, vợ ủng hộ luật pháp, thì đích thị họ là họ đang triển khai những hợp đồng béo bở. Hãy tỉnh táo.